Thưa quý vị, nông nghiệp sạch, an toàn hay gọi chung là nông nghiệp xanh là một xu thế được cả nước cũng như các địa phương đồng bằng sông Cửu Long quan tâm đẩy mạnh sản xuất. Và tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình cách làm hay đã liên kết sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản theo hướng xanh sạch hiện đại, được nông dân thực hiện giúp ổn định đầu ra sản phẩm. Sau gần 20 năm tham gia sản xuất và trải nghiệm nhiều giai đoạn, anh Nguyễn Phi Long ở Hợp tác xã Rau An Toàn, Hòa Phát thuộc phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ thuật. Và phương pháp sản xuất đạt hiệu quả nhất được anh lựa chọn là trồng rau theo xu hướng hữu cơ. So với trồng hóa học thì khi nó phát thì nó tốt không bằng, nhưng mà so về cái độ bền thì hóa học nó không có bền bằng cái hữu cơ. Cái hữu cơ làm cây rau nó mạnh khỏe hơn và nó kháng được sâu bệnh. Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát hiện có trên 60 hộ tham gia sản xuất rau muống với gần 20 hectare theo hình thức thâm canh. Đa phần bà con đều sản xuất theo bốn đúng và hữu cơ. Mỗi ngày, hợp tác xã cung cấp gần 20 tấn rau sạch cho thị trường. Trồng rau an toàn không chỉ giúp bà con giảm chi phí, lợi nhuận cao, có thu nhập ổn định mà còn giúp cho đầu ra sản phẩm ổn định. Xã cuốn chiếu, thành ra ngày nằm cũng thu nhập. Thành ra mình làm như vậy thì cái hàng ngày của bà con là vấn đề là tiền bạc nó không có thiếu. Được cho cái cuộc sống của bà con thì nó rất là ổn định. Toàn thành phố Cần Thơ hình thành và phát triển 18 vùng rau an toàn tập trung với 229 hectare, sản lượng đạt hơn 28.390 tấn một năm, với nhiều chủng loại đa dạng phong phú. Điều đặc biệt là đã định hướng tư duy sản xuất của bà con nông dân từ nông nghiệp thuần túy thành kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, chất lượng cao. Trồng phân hữu cơ là năng suất nó cũng đạt, nhưng mà trái rồi nó cũng vẫn ngọt, nó tốt. Rồi nó đảm bảo được sức khỏe của mình. Thứ nhất, thứ hai là mình sẽ ổn định cây trái, nó không có dễ bị hư và nó sẽ tốt hơn và nó đạt chất lượng nhiều hơn. Cái sản phẩm mà mình thủy xài của phân hữu cơ đó, cái loại cây mà mình trồng đó là nó ra trái rất là ngon. Đó, trái rất là đẹp mà là cái hậu ăn ngon khác thường với phân hóa học. Đó, mà để nó cũng lâu nữa. Với hướng đi chủ động, bắt nhịp xu thế thị trường và sự hỗ trợ tích cực của ngành chức năng, nông dân Cần Thơ đã và đang thay đổi tư duy sản xuất từ nông nghiệp thuần túy thành kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, chất lượng cao. Điều này giúp bà con làm chủ được sản xuất và đầu ra sản phẩm, tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của kinh tế nông nghiệp cả nước.